nhận biết chín thói quen grooming khiến bạn ngày càng xấu trai đừng để ngoại hình xuống cấp chỉ vì duy trì những thói quen grooming không tốt này. Hoặc ngay cả bản thân mấy ông chẳng hề nhận ra rằng vài thói quen grooming đơn giản hàng ngày có thể dập tắt ngay vẻ côn ngầu trước mặt đối phương. Một vài tật xấu nếu duy trì lâu sẽ thành thói quen khó bỏ, một vài điều thì do anh em chưa biết nên cứ làm theo, chật hy vọng rằng đọc xong bài này bạn sẽ biết nên từ bỏ điều gì để ít nhất giữ hình ảnh bản thân trở nên hoàn thiện và ưa nhìn hơn bắt đầu nhé thăng một cắn móng tay cái này xuất phát từ việc để móng tay móng chân dài nhưng chưa chịu cắt tiện tay là đưa lên miệng cạp thăng hai vô tư gãi họa mi hay bàn tỏa giữa nơi công cộng người lịch sự ít nhất cũng tìm góc khuất rồi mới hành xử chứ đứng trước mặt bao nhiêu người mà gãi thì thật không hay ho chút nào thăng ba răng vàng hôi miệng đừng nên lười trong chuyện làm vệ sinh cá nhân mỗi ngày điều này cho thấy con người anh em không cần biết đẹp trai hay không mà lại kém về khoản chăm sóc cơ thể thì không thể gọi là nam giới hiện đại được thăng bốn lười chảy đầu ok, đầu đinh, tóc ngắn không nói làm gì. Với ông nào bỏ ra gần trăm ngàn ở ngoài tiệm để cắt mấy quả đầu phức tạp như undercut, slickback, pompadour mà không chịu về chảy tóc cho vào nếp để dối xù như tổ quả thì phí tiền quá. Ít ra cũng nên dùng tay vuốt vuốt cho tóc gọn gàng, cho mặt tiền sáng sủa để đi nói chuyện với mọi người chứ thang năm để tóc bết cũng có nhiều người vì lấy lý do khi tóc bết sẽ tự động vào nếp mà không cần trải quả là một lời bao biện thú vị khi nhìn thấy quả đầu bóng dầu lấm tấm gầu của anh em đối mặt với không khí ô nhiễm và nắng nóng bên ngoài tóc của chúng ta đều có nguy cơ gãy rụng và bị hư tổn cao chưa kể nếu để dầu nhờn và gầu bám nơi da đầu có thể gây nên các bệnh như vẩy nến nấm da thang sáu tắm nhanh tắm vội và quên luôn chuyện kỳ da tẩy ghét bẩn để chúng xuất hiện khắp nơi dễ thấy nhất trên người thang bảy không vệ sinh vùng nặng mùi ông nào đổ mồ hôi nhiều rất dễ gặp vấn đề mùi cơ thể ở các vị trí như nách cổ hay dưới vùng háng bàn chân xác định nếu cơ thể có mùi khó chịu anh em nên cần đến các sản phẩm khử mùi hiệu quả mỗi khi ra đường và đừng quên khi tắm thì vệ sinh sạch sẽ luôn những vị trí ấy bằng xà bông phèn chua hay bột baking soda để khử mùi thang tám môi khô nứt nẻ có vẻ đàn ông hiếm khi chú ý đến việc giữ môi trông hấp dẫn một tẹo kiểu phái đẹp nhìn là muốn cắn chẳng hạn nói chứ chẳng phức tạp gì nhiều để môi khô Nứt chảy máu là dấu hiệu cơ thể đang thiếu nước hoặc nóng trong người gây nên, điều này nhắc nhở anh em cần uống nước nhiều hơn, hạn chế ăn đồ cay, nóng để giữ sức khỏe. Anh em nào siêng hoặc bị bạn gái bắt có thể dùng son dưỡng vào những ngày thời tiết hanh khô, đây cũng là một trong những thói quen grooming đáng để duy trì. thang chín tiện tay là nặn mụn và để ra mặt nát bươm vì sẹo rỗ, sẹo thâm do nặn mụn không đúng cách mà lại dùng tay trần nặn. Rồi cũng không rửa mặt và bôi thuốc trị sẹo khiến gương mặt càng ngày càng xuống cấp khai thật đi, anh em mắc phải bao nhiêu lỗi sai cho những thói quen grooming hàng ngày này rồi?